MC Việt Thảo bị đột quỵ là tin không chính xác. Vừa qua, xuất hiện nhiều nguồn tin MC Việt Thảo bị đột quỵ tại Mỹ. Nhiều khán giả xôn xao xác thực sự việc này. Một vài tình tiết đã được cập nhật khiến khán giả không khỏi lo âu. Một nguồn tin thân cận khác cho biết tình hình bệnh tật của Việt Thảo vừa công bố là không chính xác, ai cũng mong thông tin trên không phải sự thật. Nhiều trang mạng xã hội cũng truyền tay nhau thông tin MC Việt Thảo đang nhập viện điều trị sức khỏe. Được biết, nam MC gặp phải chứng bệnh đột quỵ gây vỡ mạch máu não. Đây cũng là căn bệnh gây nguy hiểm và niềm đau trong thời gian vừa qua. Nhiều nguồn tin cho biết trên các kênh như YouTube, Facebook, cá nhân của nam MC đã không hoạt động trong hơn một tuần qua. Điều này khiến khán giả vô cùng lo lắng xen lẫn bất an. Chưa rõ thực hư nhưng nhiều khán giả ngay lập tức gửi những lời cầu chúc, mong cho sức khỏe cho nam MC nổi tiếng. Mong những điều bình an, sức khỏe đến với chú. Cầu sự may mắn đến với chú MC Việt Thảo, mong chú sẽ sớm hồi phục sức khỏe. MC Việt Thảo là thần tượng một thời của tôi, mong chú sẽ mau bình phục. Đừng có chuyện gì xảy ra nữa nha, lại là căn bệnh đột quỵ này. Việt Thảo là nam MC hải ngoại đình đám. Việt Thảo sinh ngày 3 tháng 2 năm 1954, 66 tuổi, là một người dẫn chương trình, nghệ sĩ hài người Mỹ gốc Việt hoạt động ở hải ngoại. Ông được khán giả biết đến với vai trò là MC của Trung tâm Vân Sơn suốt nhiều năm qua. Với phong cách nói chuyện dí dỏm, Việt Thảo thời trẻ đã cùng hai danh hài Vân Sơn, Bảo Liêm tạo ra những sân khấu, thước phim hài để đời. Đặc biệt, series Vân Sơn, những nẻo đường miền Tây vẫn còn in đậm trong ký ức người hâm mộ hình ảnh bộ ba huyền thoại phiêu lưu rong ruổi dọc các tỉnh miền Tây. Mới đây, có thông tin rằng MC Việt Thảo bị đột quỵ do vỡ mạch máu não, phải nhập viện cấp cứu gấp tại Mỹ khiến người hâm mộ lo âu không ngớt. Dù tin tức này chưa được kiểm chứng nhưng người đang làm một quản lý có tên tuổi, bên dưới phần bình luận cũng đã xuất hiện comment của nghệ sĩ Thanh Thảo và nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, thể hiện sự bàng hoàng tột độ trước tin dữ. Diễn viên Hùng Thuận, nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi, ca sĩ Hồng Ngọc, diễn viên Thúy Diễm cùng nhiều người nổi tiếng khác cũng vô cùng bàng hoàng, cầu mong mọi chuyện sẽ diễn biến theo chiều hướng tốt. Tuy nhiên, vài tiếng sau khi chia sẻ thông tin trên, người đăng tải lại tạm khóa bài viết. Anh giải thích tin về MC Việt Thảo trước khi đưa tin Giai đã check lại và được nguồn tin khẳng định. Tuy nhiên, mới đây lại có nguồn thông tin khác nên Giai tạm để chế độ Only Me để check lại một lần nữa và sẽ cập nhật tình hình cho mọi người nhé. Sáng ngày 22 tháng 1, vợ cũ của Bằng Kiều là ca sĩ Chi Di Phương Trinh cũng đăng tải dòng trạng thái đính chính rằng sáng nay, sau khi có vài người nhắn tin báo cho biết là anh Việt Thảo vừa bị đột quỵ và hiện đang nằm ở trong ICU thì mình đã liên lạc trực tiếp với bà xã của anh Việt Thảo là ca sĩ Lan Anh. Sáng nay, khi trao đổi với Lan Anh trên phone thì được biết anh Việt Thảo hiện đang làm việc ở xa và gia đình chưa liên lạc được. Cách đây vài phút Lan Anh đã nhắn tin cho mình biết là tình trạng sức khỏe của anh Việt Thảo ok. Nghe xong thở phào nhẹ nhõm vì không thể nhận thêm một tin dữ nào nữa trong lúc này. Thay mặt cho Lan Anh xin cảm ơn sự quan tâm của mọi người đã dành cho anh Việt Thảo. Cầu xin sự bình an đến cho tất cả những người tôi yêu mến và những người tôi mến yêu, gia đình, bạn bè cũng như khán giả. Chia sẻ của Chi Di Phương Trinh khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện không quá xấu như thông tin trước đó lan truyền. Hiện tại, Việt Thảo không còn hoạt động trong Trung tâm Vân Sơn, nam MC đảm nhận vai trò dẫn dắt cho nhiều show ca nhạc ở hải ngoại. Cuộc sống tuổi 66 khá nhàn hạ khi Việt Thảo tập trung quay vlog ở tại nhà, những hàng quán của cộng đồng người Việt trên đất Mỹ. Việt Thảo hiện tại đang tích cực hoạt động trên kênh YouTube của mình với nhiều nội dung khác nhau.